Ô thì bây giờ nhá, mày mẹ gì bảo báo ơi bao giờ mới về đúng không? Bình thường đúng không? Có gì đâu, ủi thế mà giật mình. Đấy là điều đó chứng tỏ cang, chứng tỏ Linh lại làm cái gì khuất tất. Đấy là quá. Thế mà qua đây. Đấy là quá chứ không phải. Rồi. Ê, bắt đây nè, đúng không? Thế mà qua đây. Đấy là quá, khuất to. Ôi, thế mà gia đình em miêu tả hiểu khiếp. Kinh thật định rằng chị sai xì cứ tưởng là phải đổ đình đồ chùa cháy gì cái chùa kìa. Khiếp. Đổ đình đồ chùa thật đấy. Thế quá như thế thì có gì mà đồ đình chùa? Làm con đi. Anh Oxy ra, anh Oxy anh chưa mẹ thì đóng vào, anh Oxy ra bật cái máy lên. Ở đây mẹ bật cái máy đây. Để máy đây. Ở chị. À. Đây đây. Anh mẹ gọi. Mẹ gọi. Đưa đây, đưa mẹ bấm thử cho. Ai mẹ gọi? À. Tít. Đấy. Nói đi. Anh đâu đánh thế à? Nó bảo về. Tao hỏi chứ. Alo anh nhé, lúc nào về? Thế mà là quá đó. Ôi các bạn, alo anh nhé, bắt đầu về. Ui, thế mà là quá đấy. Ôi ôi, quá như thế thì, thế mà là quá. Đấy là cười đấy. Cười mà quá. Đâu quá đi, alo anh nhé, bắt đầu anh về. Thôi, thế mà là quá. Thôi nhá. Thôi hiểu thì hiểu đến đâu, tùy mẹ con đây là. À, nó chỉ tay mặt mẹ. À. Bây giờ mẹ chỉ hỏi con để mẹ quyết định thôi, là con ở nhà con vào những cái vớ vẩn con xem nhá. Đến bây giờ là mẹ chốt lại một câu là con xem những cái không lành mạnh nhá. Nên là con mới tất tật mới giật mình. Người ta chỉ nói thôi mà cũng sợ rồi. Úi giời ơi, xóa đi rồi, ai biết gì được. Đâu con chơi lên chuyện. Đây ai bảo nhỉ? Toàn vào vớ lên chuyện. Không lành mạnh. Vì người ta chỉ có nói thôi. Ấy. Đạp vào chân mẹ đâu nhá. Hư nhăn đòn nhá. Kiểm chế cái gì? Mẹ mới là người đang kiểm chế, mẹ đang kiểm chế đấy nhá. Chứ còn mẹ không kiểm chế thì mẹ bảo con nên điêu vào con là không lành mạnh rồi nhá. Ừ giời ơi thôi, không phải nó điêu bây giờ, nó điêu bây giờ miêu tả nữa là điêu. Không. Đúng không? Từ ấy nói thật rồi. Không phải lành mạnh cái gì? Ôi giời ơi, thế này ơi, mất niềm tin rồi. Lại vào chơi mấy cái vớ va vẩn, xem mấy cái vớ va vẩn đấy. Xong bắt đầu là thấy người ta alo anh nhé bao giờ về. Hi. Thế mà kêu quát. Ui. Quát cái gì nè? Ui, quát như thế mà nó quát. Chỉ có những người như kiểu là bây giờ có phải nhá. Chỉ có bây giờ một hội đang đánh cờ bạc hiểu chưa? Đấy. Có một thằng công một thằng nó gọi. Ơ các chú công an đi đâu đây? Hú, trời. Đúng không? Nó bảo đâu? Đấy, có tập thần mình ở đây hiểu chưa? Đúng không? Thế nếu ngồi chơi chú công an à? Đâu công an đâu, đúng. Sợ. Ừ thế nó sợ thì có phải là người ta chỉ nói bình thường thôi mà con cũng sợ, có phải là con không đánh mạnh đúng không? Đúng không? Quát chứ không phải là bác chỉ nói bình thường. Ôi hồi quát. Alo anh Thế à, bác anh về. Alo anh Thế à. Ừ. Lúc mà anh về nhưng mà bằng giọng quát chứ không phải bằng giọng dịu dàng như mẹ nói. Ừ. Alo anh Thế à, bác anh về đúng không? Đúng không? Quát to mẹ thì quát, mẹ mở hết cuốn hồng. Alo anh Thế à, bác anh về phải không? Đây là. Alo anh Thế à, bác anh về. Đây có gì đâu mà bình thường đâu. Mẹ chưa thể tót được ra cái kiểu là băng quát kiểu gì. Đấy. Rồi ôi. Thế có phải là không lành mạnh thì nó mới không lành mạnh kiểu. Rồi ôi, không lành mạnh. Ôi ê ê ê ê ê con điên, con điên. Con điên này. Mẹ bảo ra Linh là con điên. Đâu Linh ơi, đi ra Linh ơi. Đâu phải không lành mạnh đi. Linh bảo không phải không lành mạnh. Thế như nào? Bây giờ nhá, từ giờ nhá mẹ đi đâu ấy là mẹ sẽ tịch thu điện thoại con vào cò. Ấy anh, ơi. Ôi kìa. Bây giờ bị tịch thu. Thiếu niềm tin rồi. Đấy, vậy kêu con không muốn mọi người nghe đâu, bây giờ nói to như thế mà có sợ gì đâu. Ấy, chứ nói điêu. Điêu. Rồi, đúng không? Vậy thì kêu là ơ con không nói to à, nếu to thì sợ hàng xóm nghe tiếng. Con này không muốn họ kia. Nhưng mà bác chỉ nói to hơn con nhiều. Ôi giời. Ôi Bảo ơi. Mày đi em ơi. Em mà nói thôi chị cái. Con chơi với lên tôi giờ chật. Cái đấy chỉ là tiền trả. À là còn tiền nữa. À là còn lặt tiền mà chơi nữa. Ôi giời con vừa nói kia. Tiền đây. Người ta lại cho bê để mua đồ skin. Ôi giời ơi, đời không ai cho không mày ai cái gì đâu. Mày nhìn
em rồi. Tiền bọn con kiếm là tiền giả, tiền ảo ở trong đêm ý. Ôi giời ơi, phải dùng tiền giả. Bây giờ nhá, mẹ hỏi con nhá, một ngày rằm mùng 1 đúng không, mình phải dùng tiền thật, mình mua tiền giả về tiến phủ, về đến đốt cái cụ đấy. Không, cái tiền của con, cái tiền của ghen đây nhá. Cũng như là đồ chơi ở dưới nhà đúng không, nó chỉ là đồ chơi giả thôi, nhưng mình phải dùng tiền thật mình mua đấy. Con nghĩ con không có tiền thật của con mua được tiền giả sao? Ừ. Ôi rồi, có mất tiền nữa cơ mà. Ôi giời ơi. Đây, mẹ không biết con cho mẹ xem đây. Trời ơi, xóa đi đâu rồi? Ôi, làm gì con? 5 triệu. Ôi. Thế tiền nó quay lại cho đâu? Dạ. Trời ơi. 5 triệu là tiền trong game của con đã kiếm được chưa? Tao phải kiểm tra tài khoản người ta xem nào. Nguy hiểm quá. Chết rồi, chết rồi.